Ông Putin họp khẩn, Mỹ lo sốt vó trước động thái lạ của Nga ở Kursk. Xe tăng và xe chiến đấu bộ binh của Ba Lan tiến vào Kursk. Ukraine dùng UAV có tầm hoạt động 2.000 km tấn công Nga. Mục tiêu của Ukraine khi tập kích UAV vào căn cứ không quân Nga. Quái vật công nghệ của lãnh đạo Chechnya bị chê vô dụng. Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung chính trong bản tin về chính trường thế giới được chúng tôi liên tục cập nhật. Sau đây là nội dung chi tiết. Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã triệu tập cuộc họp bất thường gồm thành viên chính phủ, lãnh đạo các vùng để bàn về tình hình an ninh ba tỉnh biên giới với Ukraine. Cuộc họp diễn ra theo hình thức trực tuyến trong bối cảnh giao tranh vẫn tiếp diễn giữa quân đội Nga và quân đội Ukraine tại các tỉnh khu vực biên giới Belgorod, Bryansk và Kursk. Tham gia cuộc họp còn có Phó Thủ tướng thứ nhất Denis Manturov, quan chức chịu trách nhiệm về tình hình kinh tế xã hội tại ba tỉnh biên giới, cũng như lãnh đạo vùng Belgorod, Bryansk và Kursk. Phát biểu tại cuộc họp, Tổng thống Putin cho biết, Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA đã được thông báo về âm mưu tấn công nhà máy điện hạt nhân Kursk và hứa sẽ cử các chuyên gia đến khu vực này. Trước đó, lãnh đạo Nga cũng không loại trừ khả năng sẽ xảy ra cuộc tấn công mới vào biên giới Nga. Trong khi đó, blogger Mikhail Zvinchak cho biết giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở tỉnh Kursk của Nga. Ở một diễn biến khác, một quan chức Mỹ nói với hãng tin ABC News rằng lực lượng Ukraine vẫn chưa thiết lập được tuyến phòng thủ khi họ tiếp tục hoạt động vào khu vực Kursk của Nga mặc dù điều này có thể phản ánh sự tự tin của Ukraine vào thành công tiếp theo của cuộc tấn công. Một số quan chức Mỹ lo ngại rằng việc không sớm triển khai lực lượng có thể khiến quân đội nước này dễ bị tổn thương trước cuộc phản công sắp tới của Nga. Quan chức Mỹ cho biết, lúc đầu Nga không coi trọng vấn đề này lắm. Trước đó, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Pat Ryder cho biết Mỹ chỉ thấy một số ít lực lượng Nga tiến về Kursk. Tuy nhiên, theo quan chức này, hiện Mỹ đang chứng kiến làn sóng quân đội Nga thứ hai đáng kể đang chuẩn bị tăng cường cho khu vực đến từ cả các vị trí ở Ukraine và Nga. Một số đơn vị có thể đến trong vài ngày, còn phần lớn quân tiếp viện dự kiến sẽ đến trong vòng hai tuần. Theo ông Mark Kansian, cựu đại tá thủy quân lục chiến và cố vấn cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, việc Ukraine tìm kiếm những lợi ích gia tăng trong khu vực mà không tăng cường khả năng phòng thủ có thể là một sự đánh đổi tốn kém lời khuyên này phù hợp với mục tiêu đã nêu của tổng thống ukraine volodymyr zelensky là tạo ra một vùng đệm bên trong nước nga ông kansian nói khi bạn tấn công bạn có xu hướng chịu nhiều thương vong hơn và sẽ ổn nếu điều đó mở ra mặt trận cho một số động thái tiếp theo nhưng có vẻ như đó không phải là những gì đang diễn ra có vẻ như họ chỉ đang lê bước về phía trước Thưa quý vị, xung đột Nga-Ukraine và những biến động của chính trường thế giới đang ngày càng trở nên phức tạp và căng thẳng nhiều hơn. Mặc dù cả hai bên đều nêu ra điều kiện hòa bình, nhưng đều rất khó khả thi. Trong bản tin hôm nay, mời quý vị đến ngay với phần cập nhật diễn biến nóng xoay quanh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Trong cuộc giao tranh diễn ra tại vùng Kursk, Lữ đoàn cơ giới biệt động số 22 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine đã huy động xe tăng PT-91 từ vác đi của Ba Lan làm mũi nhọn tấn công Xe tăng chiến đấu chủ lực PT-91 Twardy của Ba Lan là phiên bản nâng cấp dựa trên T-72M1 với việc bổ sung thêm nhiều công nghệ tiên tiến theo tiêu chuẩn NATO. So với T-72 nguyên bản của Liên Xô, thì điểm khác biệt dễ nhận ra nhất trên PT-91 Twardy là ở các phiến giáp phản ứng nổ ERAVA bố trí ở mặt trước, bên hông cũng như tháp pháo. Có tổng cộng 394 khối giáp ERAVA che chắn được bố trí với mật độ rất dày, không có khoảng hở so với khoảng cách 15 mm hoặc nhiều hơn trên T-72 của Liên Xô, cung cấp khả năng bảo vệ tốt hơn 30-70% tùy thuộc vào loại đạn. Chi tiết đặc biệt cần lưu ý nữa là sự hiện diện của cảm biến bức xạ Obra-1 giúp phát hiện chùm tia của công cụ tìm kiếm mục tiêu bằng laser hướng vào cỗ chiến xa. Khi bật chế độ tự động, trong trường hợp bị lộ, xe tăng có thể độc lập quay tháp pháo về phía nguồn chiếu xạ và bắn đạn khói để dựng màn. Ngoài ra, điều này sẽ giúp kiếp chiến đấu có thời gian để đưa chiếc xe thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Một điểm mạnh khác của PT91 đi là hệ thống điều khiển hỏa lực Drava do Ba Lan phát triển, bao gồm bộ ổn định pháo, kính ngắm nhiệt của xã thủ và kính nhìn đêm của người chỉ huy phương tiện. Nhờ những khí tài tiên tiến mà xe tăng chiến đấu chủ lực PT91 có thể đối phó với nhiều loại mục tiêu, độ chính xác tác xạ ở mức rất cao và hoạt động tốt trong mọi điều kiện thời tiết. Bên cạnh đó, xe còn có hệ thống phòng chống vũ khí hủy diệt hàng loạt NBC, cửa thoát hiểm ở hông cũng như các thiết bị thông tin liên lạc tiên tiến như loại RPC 9500. Ngoài ra, xe chiến đấu bộ binh IFV bánh lốp Rosamak do Ba Lan sản xuất cũng đã được quân đội Ukraine sử dụng trên lãnh thổ Kursk của Nga. Chúng đã xuất hiện trong đội hình các mũi tấn công. Những chiếc IFV đặc biệt này cũng đang phục vụ trong lữ đoàn cơ giới biệt động số 22 cùng với xe tăng chiến đấu chủ lực PT-91T Vakdi. Hai phương tiện trên đều do Vaksava gửi đến để hỗ trợ Kiev. Xe chiến đấu bộ binh Rosamak chính là phiên bản sản xuất theo phép của Ba Lan dựa trên nguyên mẫu thiết giáp Patria nổi tiếng của Phần Lan. Truyền thông Nga cáo buộc những chiếc xe chiến đấu bộ binh nói trên được điều khiển bởi lính tư nhân nước ngoài, bao gồm cả những người đến từ các quốc gia NATO. Mặc dù vậy, chưa có bằng chứng nhằm xác thực lời nói. Theo Defense Express, máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công căn cứ không quân Olenia ở vùng Murmansk của Nga 4 ngày liên tiếp, buộc Nga phải sơ tán lực lượng khỏi căn cứ này. Các kênh Telegram của Nga đã đăng tải những thông tin tương tự. Theo đó, Nga đã hạn chế hoạt động của các sân bay ở vùng Murmansk và đóng cửa không phận một số khu vực do các cuộc tấn công bằng UAV. Video lan truyền trên mạng cho thấy lực lượng Nga đang cố gắng bắn hạ một trong những UAV của Ukraine gần căn cứ không quân Olenia. Tờ báo trực tuyến MASS của Nga đưa tin một máy bay không người lái cảm tử đã bị phòng không bắn hạ gần làng Vysoky ở Murmansk căn cứ không quân Olenia đã bị tấn công bằng UAV Aeroprak A-22 Foxbat. Tờ báo Mars cho hay tầm hoạt động cơ bản của Aeroprak A-22 Foxbat là 1.100 km với phiên bản nâng cấp và không có phi công là hơn 2.000 km. Khoảng cách từ khu vực Chernihiv đến làng Visoki là khoảng 1.800 km. Trước đó, Defense Express cũng đưa tin máy bay MiG-31K và hai chiếc IL-76 đã bị phá hủy trong khi 6 máy bay bị hư hại trong cuộc tấn công vào căn cứ không quân Savasleka của Nga ở Nizhny Novgorod trước đó. Gần đây, Ukraine tăng cường các cuộc tập kích vào căn cứ không quân của Nga nhằm phá hủy phi đội máy bay chiến đấu, máy bay ném bom mà Moscow dùng để thực hiện các vụ tấn công vào Ukraine. Trong khi đó, giới chức Ukraine thông báo Nga gần đây đã tiến hành tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng ở miền Bắc Ukraine trong một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào ban đêm, gây ra một đám cháy lớn ở phía tây nước này. Các cơ sở năng lượng của Ukraine đã bị tấn công gần như hàng ngày trong 6 tháng qua và có xu hướng gia tăng gần đây. Ngoài ra, ông Sergei Popko, người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố Kiev, gần đây cũng đã thông báo lực lượng phòng không Ukraine đã đáp trả một cuộc không kích dữ dội của Nga vào Kiev. Ông Popko cho biết thời điểm bị tấn công, cảnh báo không kích cũng được ban hành ở các tỉnh Chernihiv, Poltava và Zhytomyr. Theo đánh giá, đây là cuộc tấn công tên lửa thứ 5 của Nga vào Kiev kể từ đầu tháng 8 quân đội Ukraine tuyên bố các hệ thống phòng không nước này đã đẩy lùi thành công các cuộc không kích của Nga. Theo chính quyền Kiev, cuộc không kích tên lửa mới nhất của Nga diễn ra sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Kiev vào tối 19 tháng 8 trước đó. Các cuộc tấn công liên tiếp của Nga vào Kiev diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang triển khai lực lượng tấn công vùng Kursk của Nga. Phía quân đội Ukraine cũng đã xác nhận thủ đô Kiev đã được cảnh báo không kích 41 lần trong tháng này. Chính trị gia Ukraine Oleksiy Goncharenko dự đoán Nga có thể gia tăng các cuộc không kích vào thủ đô Kiev hoặc các địa điểm khác ở Ukraine. Một số quan chức Mỹ cũng cảnh báo Nga có thể gia tăng đáng kể các cuộc tấn công bằng tên lửa vào các thành phố và cơ sở hạ tầng của Ukraine. Nga đã thường xuyên sử dụng UAV tầm xa để tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine và các khu vực dân cư đông dân trong gần 2 năm. Nhưng trong những tháng gần đây, Ukraine đã sử dụng UAV nội địa để tấn công các mục tiêu quân sự của Nga. Trang tin Warzone dẫn lời ông Kirilo Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, tiết lộ Ukraine đã nhắm đến các sân bay, trung tâm liên lạc vô tuyến, căn cứ không quân của Nga trong một cuộc tập kích bằng máy bay không người lái UAV quy mô lớn. Cụ thể, lực lượng Ukraine đã tấn công một trung tâm liên lạc vô tuyến, sân bay Ostafievo ở Moscow, căn cứ không quân Milerovo ở tỉnh Rostov. Ông Budanov không nêu vị trí cụ thể của trung tâm liên lạc vô tuyến Nga bị đưa vào tầm ngắm. Cuộc tập kích có sự tham gia của khoảng 50 UAV. Theo thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin, đây là một trong những cuộc tập kích UAV nhằm vào Moscow lớn nhất từ trước đến nay. Ông nói thêm rằng các đơn vị phòng không của Nga đã phá hủy nhiều UAV trong số đó khi chúng đang trong không phận Podolsk, thành phố cách điện Kremlin khoảng 38 km về phía nam. Trong khi đó, theo Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị phòng không của họ cũng đã phá hủy hàng loạt UAV trên vùng biên giới Bryansk, Belgorod, vùng Kaluga giáp với Moscow ở phía đông bắc và ở Kursk. Dữ liệu của NASA cho thấy không ghi nhận hỏa hoạn ở cả sân bay Ostafievo và căn cứ không quân Milerovo. Trước đó, Radio Liberty của Ukraine cũng đã công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy thiệt hại tại các căn cứ không quân Savaslyka và Borisoglebsk của Nga. Theo hình ảnh được công bố, một đám cháy xuất hiện gần căn cứ Savaslyka. Đám cháy bùng phát sau khi khu vực này bị máy bay không người lái UAV Ukraine tấn công. Tại căn cứ Borisoglebsk, UAV của Ukraine đã tấn công vào khu vực phía tây bắc của sân bay, phá hủy một số nhà chứa máy bay. Gần đây nhất, Ukraine cũng đã tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào các căn cứ không quân của Nga ở Voronezh, Kursk và Nizhny Novgorod. Theo Bộ Tổng Tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, máy bay không người lái thuộc lực lượng phòng vệ và cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine đã thực hiện tấn công 4 sân bay quân sự Khalino, Savaslyka, Borisoglebsk và Baltimore ở Voronezh, Kursk và Nizhny Novgorod của Liên bang Nga. Bộ này khẳng định nhiều cường kích ném bom Su-34, máy bay chiến đấu Su-35 được Nga triển khai tại các căn cứ không quân này. Bộ Quốc phòng Anh từng cho rằng các cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào các căn cứ không quân của Nga có thể làm gián đoạn khả năng của Nga tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Ukraine. Lãnh đạo Chechnya, ông Ramzan Kadyrov cuối tuần trước đã đăng video lái xe bán tải điện Cybertruck của hãng Tesla ở thùng phía sau có gắn một khẩu súng máy 12,7mm. Ông ca ngợi mẫu xe này, nói thêm rằng bản thân giờ đã hiểu tại sao nó lại được gọi là quái vật công nghệ. Trước đó, sau khi lái thử ở trung tâm Grozny, nhà lãnh đạo Chechnya nói ông thực sự phải lòng chiếc xe và gọi nó là một trong những chiếc xe tốt nhất thế giới. Ông lưu ý tới sự thoải mái, tốc độ, khả năng cơ động và hiệu suất xuyên quốc gia của nó. Ông Kadyrov cũng bày tỏ lòng biết ơn tỷ phú Elon Musk và gọi doanh nhân này là một trong những thiên tài vĩ đại nhất của thời đại hiện nay. Lãnh đạo Chechnya cũng cho biết ông đã nhận được chiếc Cybertruck từ chính tỷ phú người Mỹ. Tuy nhiên, ông Musk đã bác bỏ thông tin này lãnh đạo Chechnya cũng đã cam kết đưa nó ra tiền tuyến. Ông nói chiếc xe điện được trang bị tháp súng máy sẽ rất hữu ích cho quân đội. Quan chức này nói, tôi tin con quái vật này sẽ mang lại lợi ích lớn cho binh sĩ chúng tôi. Theo ông Mark Kansian, cố vấn cấp cao cho chương trình an ninh quốc tế tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, đưa chiếc xe chắc ra tiền tuyến Ukraine là ý tưởng không hợp lý về mặt hậu cần. Bởi vì mẫu xe này sử dụng động cơ điện và pin sạc thay vì động cơ xăng truyền thống nên cần nạp điện thường xuyên để hoạt động trong khi trên tiền tuyến thường không có thiết bị hạ tầng để đáp ứng nhu cầu này ông khẳng định không có chạm sạc tesla nào tại tiền tuyến ở vùng donbass cả theo chuyên gia này bình sĩ nga có thể mang theo máy phát điện để sạc chiếc xe song điều này sẽ rất bất tiện và không mang lại giá trị nào đồng thời nhấn mạnh nó rất ngầu song hoàn toàn vô dụng trên tiền tuyến còn theo ông simon mills phó giáo sư tại trường chính sách công stanford thuộc đại học duke nước mỹ cho rằng kế hoạch gửi xe Cybertruck cho lính Nga ở tiền tuyến của ông Kadyrov có thể chỉ là lời nói suông. Xe bán tải Cybertruck được chế tạo khá cứng cáp nhưng không phải để phục vụ các hoạt động trên tiền tuyến khốc liệt. Nó không có lớp giáp dày để chống lại các loại hỏa lực mạnh, đặc biệt là máy bay không người lái tự sát nên dễ dàng bị hạ chỉ sau một đòn đánh. Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Đại hội toàn quốc của Đảng Dân Chủ Mỹ diễn ra trong bối cảnh Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đang ngày càng giành được nhiều lợi thế trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Đại hội của Đảng Dân Chủ được xem là cơ hội để bà Harris củng cố thêm lòng tin với cử tri, đồng thời bứt tốc vượt qua ông Donald Trump trên đấu trường chính trị. Trong ngày cuối cùng của đại hội, Phó Tổng thống Kamala Harris có bài phát biểu, trong đó có nội dung được cho là tập trung nhấn mạnh rằng một nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump sẽ nguy hiểm và cực đoan hơn nhiệm kỳ đầu tiên. Ngược lại với sự ủng hộ của cử tri, liên danh tranh cử là bà Kamala Harris, ông Tim Walz sẽ đưa nước Mỹ tới một kỷ nguyên tươi sáng và nhiều hy vọng hơn. Hầu hết các đại biểu tham dự đại hội đều rất phấn khích trước việc Mỹ có thể sẽ có một nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử. Và điều quan trọng đó là thành viên của Đảng Dân Chủ. Bài phát biểu đầy cảm xúc của Tổng thống Joe Biden đã trở thành tâm điểm đêm khai mạc đại hội toàn quốc của Đảng Dân Chủ. Trong đó ông Biden ca ngợi bà Harris cùng ứng cử viên phó tổng thống là thống đốc bang Minnesota Tim Walz gọi hai người là niềm hy vọng lớn nhất để bảo tồn nền dân chủ Mỹ. Ông Walz nói, việc lựa chọn bà Kamala Harris là quyết định đúng đắn nhất tôi đưa ra trong suốt sự nghiệp của mình. Chúng tôi không chỉ hiểu nhau và là những người bạn thân thiết, bà ấy cứng rắn, giàu kinh nghiệm và là người rất chính trực. Ngoài đương kim Tổng thống Joe Biden, bà Harris cũng tiếp tục nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các nhân vật hàng đầu, trong đó có cựu Tổng thống Barack Obama. Ông Obama cho rằng nước Mỹ đã sẵn sàng cho một chương mới, nước Mỹ đã sẵn sàng cho một câu chuyện hay hơn. Bên cạnh sự hậu thuẫn nói trên, chiến dịch tranh cử của bà Harris còn nhận được cú hích về tài chính. Chiến dịch này đã huy động được khoảng 500 triệu đô la Mỹ trong 4 tuần kể từ khi bà tham gia cuộc đua ngày 21 tháng 7. Đây được xem là khoản tiền huy động cao chưa từng có. Về phía Đảng Cộng hòa và ông Donald Trump, họ dường như cũng đã nhận thấy thế mạnh ngày càng rõ của bà Harris và đang tích cực điều chỉnh chiến lược. Để đối phó với chiến dịch tranh cử của Đảng dân chủ, tuần này đánh dấu một giai đoạn quan trọng trong chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump với nhiều sự kiện vận động diễn ra tại các bang chiến địa quan trọng. Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tiên phát biểu sau lớp kính chống đạn tại cuộc vận động tranh cử ở bang Bắc Carolina, trong cuộc vận động ngoài trời đầu tiên cùng người liên danh tranh cử của mình, ông James David Vance tại Asheville, Bắc Carolina, kể từ sau vụ ám sát hụt. Ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump tự tin tuyên bố rằng dưới sự lãnh đạo của ông, các cuộc xung đột và mối đe dọa toàn cầu lớn sẽ được tránh khỏi. Ông Vance nói, mọi người Mỹ đều an toàn hơn dưới thời của Tổng thống Donald Trump. Trên thực tế, toàn bộ thế giới đã an toàn hơn khi ông Donald Trump ngồi sau chiếc bàn tuyệt đẹp và kiên quyết đó trong phòng bầu dục. Giới quan sát nhận định đây sẽ là tuần vận động tranh cử bận rộn nhất của ông Trump, ít nhiều phản ánh sự cần thiết phải điều chỉnh chiến lược của Đảng Cộng Hòa trước chuỗi thành công liên tiếp gần đây của Phó Tổng thống Kamala Harris trên đường đua tranh cử vào Nhà Trắng. Cơ quan điều tra liên bang Pakistan (FIA) vừa bắt giữ một người đàn ông bị cáo buộc tung thông tin sai lệch, gây ra làn sóng bất ổn tồi tệ vừa qua ở Anh. FIA cho biết, một người dùng tài khoản Acon channel 3 Now News trên mạng xã hội X đã chia sẻ video liên quan đến vụ tấn công bằng dao xảy ra tại Shropshire của Anh. Sau đó, tiếp tục đăng thông tin một thiếu niên 17 tuổi đã bị bắt liên quan đến vụ án. Theo FIA, những bài đăng này chứa thông tin sai sự thật là cảnh sát Anh đã bắt giữ một người Hồi giáo đang xin tị nạn sau vụ tấn công trong lớp học khiêu vũ trẻ em. Cảnh sát là họ xác định được người đàn ông bị FBI bắt giữ là Farhan Asif. Người này thừa nhận đã dẫn các thông tin trên từ một tài khoản mạng xã hội ở Anh mà không xác minh. Trang web mà Asif điều hành chủ yếu đăng những câu chuyện ở Mỹ, Anh và Úc để tăng view và kiếm doanh thu qua Google Ads. Asif cho biết anh ta kiếm được gần 1.000 đô la Mỹ mỗi tháng bằng cách làm như vậy. Sau khi cuộc bạo loạn nổ ra và cảnh sát anh ra tuyên bố, Asip khẳng định đã xóa các bài viết và đưa ra lời xin lỗi. Theo một quan chức cấp cao tại cơ quan điều tra liên bang Pakistan, người đàn ông 31 tuổi này là một kỹ sư phần mềm không có bằng cấp báo chí và điều hành trang web Channel 3 Now, vốn là nguồn thu nhập chính. Các cuộc điều tra ban đầu cho thấy, mục đích duy nhất của người này là kiếm tiền thông qua nội dung clickbait. Asip đã bị đưa ra trình diện tòa án quận Lahore với cáo buộc khủng bố mạng và bị tạm giam một ngày. Bất ổn và bạo loạn tại Anh bùng phát hôm 29 tháng 7 sau vụ tấn công bằng dao hàng loạt lớp học yoga và khiêu vũ dành cho trẻ em ở thị trấn Southport, thuộc hạt Merseyside, vùng England, khiến 3 trẻ em thiệt mạng và 10 người bị thương. Công tố viên cấp cao Thomas Power nhấn mạnh, vụ việc đáng báo động này sẽ gây ra nỗi sợ hãi cho các nạn nhân. Ông khẳng định bạo loạn trên quy mô lớn là không thể chấp nhận được và cơ quan công tố hoàng gia sẽ không ngần ngại phản ứng nhanh chóng và mạnh mẽ để duy trì luật pháp và trật tự. Ngay sau vụ tấn công, thông tin sai lệch đã xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội, cho rằng thủ phạm là một người nhập cư theo đạo hồi. Điều này đã trông ngòi dẫn tới các cuộc biểu tình bùng phát thành bạo loạn ở Southport và tình trạng bạo lực tại nhiều thị trấn, thành phố của Anh những ngày sau đó. Giới chức sở tại cáo buộc các phần tử cực hữu, kích động cùng nhiều đối tượng cơ hội khác đã lợi dụng thảm kịch này để thúc đẩy việc chống nhập cư và bài Hồi giáo. Tổng thống Kazakhstan Kasim Jomart Tokayev mới đây đã kêu gọi tăng cường hợp tác quốc phòng giữa các quốc gia Trung Á, bao gồm Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan, với mục tiêu thiết lập một cấu trúc an ninh khu vực độc lập. Bình luận trên tờ tin tức Ả Rập, tiến sĩ Abdel Aziz Alouwesert, trợ lý tổng thư ký Hội đồng hợp tác vùng Vịnh về các vấn đề chính trị và đàm phán cho rằng đề xuất này không chỉ là một nỗ lực để củng cố hợp tác trong khu vực mà còn phản ánh những động thái chính trị sâu rộng hơn về việc duy trì trung lập và độc lập trong một bối cảnh quốc tế đang thay đổi. Kazakhstan thúc đẩy một hệ thống an ninh không có sự tham gia của Nga với những động lực thúc đẩy sau. Thứ nhất, trước bối cảnh địa chính trị toàn cầu, đặc biệt là cuộc xung đột ở Ukraine và các lệnh trừng phạt áp đặt lên Nga làm giảm ảnh hưởng kinh tế và chính trị của Moscow đối với khu vực, Kazakhstan và các quốc gia Trung Á khác hiện đang tìm cách tạo ra một cấu trúc an ninh khu vực không phụ thuộc vào Nga nhằm bảo đảm độc lập và cân bằng trong quan hệ quốc tế. Tổng thống Tokayev đã nhấn mạnh rằng việc hình thành một không gian an ninh khu vực vững chắc là đặc biệt cấp bách, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc tuân thủ các nguyên tắc luật pháp quốc tế và tôn trọng chủ quyền quốc gia. Thứ hai, cả Trung Quốc và Nga đều khuyến khích việc xây dựng một hệ thống an ninh chung, nhưng Kazakhstan đã chọn con đường riêng, nhấn mạnh mong muốn giữ thái độ trung lập và tránh bị kéo vào các cuộc cạnh tranh địa chính trị giữa các siêu cường. Kazakhstan lo ngại rằng việc phụ thuộc quá nhiều vào một bên có thể làm giảm tính độc lập trong việc giải quyết các vấn đề khu vực. Thứ ba, trong những năm gần đây, Trung Quốc đã vươn lên trở thành đối tác thương mại chính của Trung Á thay thế Nga. Kazakhstan và các nước Trung Á cũng đã tìm cách tăng cường quan hệ với các nước khác như Mỹ và các quốc gia trong hội đồng hợp tác vùng vịnh đồng thời đa dạng hóa các đối tác kinh tế để giảm sự phụ thuộc vào một quốc gia duy nhất. Việc Nga đang gặp khó khăn về mặt kinh tế và bị phương Tây áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt đã làm giảm khả năng của Moscow trong việc duy trì sự thống trị kinh tế ở Trung Á. Điều này thúc đẩy Kazakhstan và các quốc gia Trung Á khác tìm kiếm những cơ hội mới và xây dựng một hệ thống an ninh khu vực độc lập. Thứ tư, một yếu tố quan trọng khác là gia tăng hợp tác khu vực giữa các quốc gia Trung Á Uzbekistan, quốc gia đông dân nhất trong khu vực, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Shavkat Mirziyoyev đã đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy hợp tác trong khu vực và tìm kiếm những cơ hội thương mại và chính trị mới. Thứ năm, cuộc cạnh tranh giữa các siêu cường đã tạo ra áp lực lớn đối với các quốc gia Trung Á trong việc chọn phe. Kazakhstan và các quốc gia Trung Á khác đang cố gắng giữ thái độ trung lập, đồng thời tận dụng các cơ hội từ các đối tác quốc tế khác mà không làm giảm sự độc lập của mình. Việc xây dựng một hệ thống an ninh khu vực độc lập phản ánh nỗ lực của các quốc gia này trong việc duy trì sự cân bằng giữa các cường quốc và bảo vệ lợi ích quốc gia của họ. Tóm lại, Tiến sĩ Alugesus cho rằng sáng kiến của Kazakhstan nhằm thúc đẩy việc thành lập một hệ thống an ninh mới cho Trung Á không có sự tham gia của Nga phản ánh một bước đi quan trọng trong việc bảo đảm độc lập và trung lập của khu vực trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị toàn cầu. Điều này không chỉ là một nỗ lực để củng cố ổn định trong khu vực mà còn phản ánh chiến lược dài hạn nhằm duy trì tự chủ và độc lập trong một thế giới đang ngày càng phân cực. Reuters đưa tin Australia cho biết nước này sẽ hợp tác với tập đoàn quốc phòng Kongsberg của Na Uy để sản xuất tên lửa tấn công hải quân hay còn gọi là tên lửa diệt hạm NSM tầm xa và tên lửa tấn công chung GSM tại thành phố Newcastle nằm bên bờ biển phía đông Australia. Theo Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Australia Pat Conroy, Chính phủ Australia sẽ đóng góp 850 triệu đô la Úc, tương đương 573,8 triệu đô la Mỹ với tập đoàn quốc phòng Kongsberg để thành lập cơ sở sản xuất nói trên. Thông cáo của Bộ Công nghiệp Quốc phòng Australia có đoạn: "Việc thành lập cơ sở sản xuất tại khu vực sân bay Newcastle sẽ giúp đất nước tự chủ hơn và dự trữ thêm nhiều vũ khí dùng trong xung đột, đồng thời hỗ trợ nền kinh tế địa phương và ngành công nghiệp quốc phòng." Ông Conroy cho biết các tên lửa hành trình chống hạm sẽ được lực lượng phòng vệ Australia sử dụng và cơ sở sản xuất tại Newcastle sẽ là một trong hai cơ sở duy nhất trên thế giới có khả năng sản xuất NSM và GSM. Cơ sở còn lại nằm ở thị trấn Consbert của Na Uy. Trước đây, Australia đã thông báo sẽ xây dựng một cơ sở sản xuất vũ khí dẫn đường trong khuôn khổ cuộc đại tu quốc phòng nhằm tăng cường khả năng tấn công chính xác tầm xa của lực lượng phòng vệ nước này vào thời điểm căng thẳng gia tăng ở Ấn Độ Dương. Thái Bình Dương. Australia cũng đang phát triển tên lửa siêu thanh trong khuôn khổ mối quan hệ đối tác công nghệ quốc phòng với Mỹ và Anh. Đồng thời, sẽ bắt đầu cùng với Washington sản xuất tên lửa dẫn đường vào năm tới. Hồi tháng 4, Australia đã công bố chi tiết chiến lược phòng thủ quốc gia đầu tiên, trong đó có việc tăng mạnh chi tiêu quốc phòng trong 10 năm tới. Tài liệu dài 80 trang đưa ra đánh giá kèm lạc quan về tình hình an ninh khu vực Thái Bình Dương và đề cập đến việc tăng mạnh chi tiêu quốc phòng để trang bị cho quân đội Australia. Trình bày về chiến lược mới, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Mouse nhấn mạnh những giả định lạc quan định hướng cho việc lập kế hoạch quốc phòng sau khi chiến tranh lạnh kết thúc đã không còn nữa. Ông Mouse nhấn mạnh thay vì chú trọng vào duy trì quân đội có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ gần như mọi nơi trên thế giới, Australia sẽ tập trung vào việc xây dựng một lực lượng gian đe có thể bảo vệ các lợi ích của nước này trong khu vực. Trọng tâm của chiến lược mới là kế hoạch xây dựng một hạm đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và có khả năng tàng hình, tăng gấp 3 năng lực tên lửa chủ chốt và phát triển một hạm đội quy mô lớn tác chiến mặt nước. Chính phủ Australia dự kiến tăng chi tiêu quốc phòng thêm 50,3 tỷ đô la Úc, tương đương 32 tỷ đô la Mỹ trong thập kỷ tới. Phần lớn khoản chi tiêu mới sẽ chỉ được giải ngân sau 5 năm nữa và cuối cùng đưa chi tiêu quốc phòng từ mức chỉ hơn 2% hiện nay lên 2,4% GDP vào năm 2034, trong đó hơn 40%, tương đương 145 tỷ đô la Úc được dành cho hải quân, bao gồm hạm đội mặt nước được tăng cường, chương trình tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân AUKUS và các ưu tiên khác như thiết bị không người lái dưới nước Ghost Một khoản trị giá 74 tỷ đô la Úc sẽ dành cho các chương trình liên quan đến tên lửa. Theo bản đánh giá được công bố năm ngoái, tên lửa tầm xa mới sẽ được trang bị cho lực lượng không quân và lục quân, các chương trình phòng thủ tên lửa và sản xuất vũ khí dẫn đường trong nước. Reuters đưa tin, thông báo của Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ nêu rõ, nước này sẽ tham dự hai dự án thuộc thỏa thuận hợp tác cấu trúc thường trực về quốc phòng PESCO của Liên minh châu Âu EU. Khẳng định quyết định tham gia này phù hợp với truyền thống trung lập của Thụy Sĩ. Thông báo cho biết, các sáng kiến an ninh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý các văn bản về vận chuyển và di chuyển xuyên biên giới và nhằm mục đích cải thiện hợp tác về phòng thủ mạng. Trước đó, chính phủ Thụy Sĩ cũng đã thông báo kế hoạch gia nhập tổ chức an ninh mạng châu Âu, Exo để tăng cường phòng thủ chống lại tin tặc và các cuộc tấn công trực tuyến. Đầu năm nay, Thụy Sĩ ghi nhận sự gia tăng các cuộc tấn công mạng và thông tin sai lệch trong quá trình chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh về hòa bình ở Ukraina. Bằng cách tham gia Exo, chính phủ Thụy Sĩ nhận được thông tin về các quy định và diễn biến công nghệ hiện tại cũng như quyền truy cập vào mạng lưới các chuyên gia. Exo có 300 thành viên tới từ nhiều công ty lớn nhỏ cùng các trường đại học, trung tâm nghiên cứu và chính phủ châu Âu. Vào tháng 7, chính phủ Thụy Sĩ cũng đã cho biết, người đứng đầu lực lượng vũ trang quốc gia của nước này, ông Urs đã nộp đơn xin tham gia sáng kiến lá chắn bầu trời châu Âu SC để tăng cường khả năng phòng không. Chương trình phòng không SC được Đức khởi xướng vào năm 2022 trong bối cảnh Nga mở kế hoạch quân sự tại Ukraine. Chương trình này đã nhận được sự ủng hộ của hầu hết các nước thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Sáng kiến này nhằm cắt giảm chi phí cho các quốc gia bằng cách phối hợp mua sắm các hệ thống phòng không và tên lửa như hệ thống tên lửa Patriot, đồng thời cho phép hợp tác trong đào tạo, bảo trì và hậu cần. Theo Defense News, giới phân tích nhìn nhận việc Thụy Sĩ muốn tham gia SC không đi ngược lại với chính sách trung lập mà nước này đã thực hiện trong mấy thế kỷ qua. Chuyên gia Mark Sanbeni tại Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ ETH Zurich cho rằng, trở thành thành viên SC là vì lợi ích an ninh của Thụy Sĩ, không xung đột với chính sách trung lập, vì Thụy Sĩ hiện không có phương tiện để tự bảo vệ mình trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo, nên việc tham gia SC là phù hợp khi nhìn từ góc độ quân sự. Quan hệ hợp tác với NATO, EU hay tư cách thành viên liên hợp quốc đã không ít lần khiến chính sách trung lập của Thụy Sĩ bị đặt dấu hỏi. Mỗi đề xuất mới của Thụy Sĩ về hợp tác hoặc tham gia một tổ chức quốc tế đều làm giấy lên các cuộc thảo luận về chính sách trung lập của nước này. Người dân Thụy Sĩ vẫn ủng hộ mạnh mẽ chính sách trung lập, trong khi theo đuổi một chính sách trung lập tự nguyện và linh hoạt, Thụy Sĩ cũng đang nỗ lực thuyết phục các quốc gia khác rằng mình sẽ đứng sang một bên thay vì can dự trong trường hợp xảy ra xung đột. Liên quan đến diễn biến xung đột ở Trung Đông, chúng tôi xin gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo sau đây. Mới đây, một tàu chở dầu thuộc sở hữu hy lạp đã bị tấn công và hiện đang trôi giặt ở biển đỏ vụ tấn công được cho là có khả năng do nhóm houthi tại yemen thực hiện văn phòng cơ quan hoạt động thương mại hàng hải vương quốc anh ukmto có trụ sở tại dubai thông tin vụ tấn công xảy ra lúc sáng sớm công ty vận tải hy lạp delta tankers xác nhận tàu soonian do hãng này quản lý là con tàu bị tấn công trong hành trình chở dầu thô từ cảng basha phía nam iraq đến một địa điểm không được tiết lộ tàu soonian bị tấn công cách cảng Hodeida của Yemen, khoảng 77 hải lý về phía tây. Cảng Hodeida là một cảng do nhóm Houthi kiểm soát. Tàu chở hàng này đã bị hai chiếc xuồng nhỏ chở theo 15 người tiếp cận và sau đó đã xảy ra cuộc đấu súng giữa hai bên. Khoảng 2 tiếng sau đó, tàu South Union bị bắn trúng hai quả đạn pháo và khoảng trước 9 giờ hứng chịu thêm một cuộc tấn công nữa. Hiện chưa có báo cáo thương vong nào đối với 25 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu South Union bao gồm hai thành viên người Nga và 23 thành viên người Philippines hãng Delta Tankers cho biết con tàu đang trôi giạt và bị hư hỏng nhẹ. Thủy thủ đoàn trên tàu đang đánh giá tình hình và con tàu sẽ tiếp tục hành trình. Theo UKMTO, trước đó, thuyền trưởng của một tàu khác đang di chuyển ngoài khơi vịnh Aden cũng báo cáo tổng cộng 5 vụ nổ tại những vùng nước gần tàu. Con tàu này sau đó được xác nhận là tàu SVK North Win One. Thủy thủ đoàn và con tàu không hề ấn gì sau các cuộc tấn công. Vào đầu tháng 8, nhóm Houthi cũng đã tấn công tàu Delta Atlantica mang cờ Liberia cùng tàu Delta Blue trong một cuộc tấn công khác. Kể từ khi xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở giải Gaza nổ ra vào tháng 10 năm 2023, lực lượng Houthi ở Yemen đã thực hiện các vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo chống hạm và thiết bị bay không người lái nhằm vào các tàu liên quan Israel đi qua Biển Đỏ để thể hiện sự ủng hộ với người Palestine ở giải Gaza. Đáp lại, liên quân Mỹ-Anh đã tiến hành các cuộc không kích và tấn công tên lửa nhằm vào các mục tiêu Houthi ở Yemen. Tuy nhiên, động thái này khiến Houthi tăng cường các cuộc tấn công vào các tàu thương mại và tàu hải quân của cả Mỹ và Anh. Mới đây, kênh truyền hình Al Masira do lực lượng Houthi ở Yemen điều hành đưa tin liên quân Mỹ Anh đã tiến hành 3 đợt không kích vào khu vực Salif, phía tây bắc thành phố cảng Hodeidah ven biển Đỏ. Bản tin không nêu cụ thể về số lượng thương vong và các thông tin chi tiết. Người dân sống tại khu vực trên cho biết đã nghe thấy tiếng nổ lớn và nhìn thấy cột khói đen bốc lên từ căn cứ quân sự của lực lượng Houthi ở Salif. Đây là khu vực thường xuyên bị liên quân Mỹ, Anh tấn công. Phía liên quân cũng chưa đưa ra bình luận về vụ việc. Cuộc tấn công xảy ra vài giờ sau khi hai tàu chở hàng, một ở Biển Đỏ và một ở Vịnh Aden bị tên lửa, thiết bị bay và xuồng không người lái tấn công. Trước đó vào tháng 6, Liên minh Hải quân Mỹ và Anh cũng đã tiến hành ba cuộc không kích nhằm vào thành phố cảng Hodeida các cuộc không kích cũng nhằm vào các mục tiêu ở quận An Salif. Trong khi đó, người dân địa phương cho rằng mục tiêu không kích nhắm vào các vị trí của hầu nằm ở quận này. Quân đội Mỹ cũng đã phá hủy hai tên lửa hành trình chống hạm tại một khu vực do hầu kiểm soát ở Yemen. Trong bài đăng trên mạng xã hội X thời điểm đó, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ Sencom đánh giá các tên lửa hành trình này là mối đe dọa tiềm tàng đối với nước này cũng như các lực lượng liên minh và các tàu thương mại đi qua khu vực biển đỏ. Một tháng sau đó, Liên quân Mỹ, Anh tiếp tục tiến hành ba đợt không kích nhằm vào sân bay tại thành phố Cảng này. Những đợt tấn công lần này diễn ra sau khi Liên minh Hải quân Mỹ, Anh thực hiện bốn cuộc không kích nhằm vào đảo Camaran ở Biển Đỏ trước đó. Kênh al Masira thời điểm đó không cung cấp thêm thông tin về vụ việc hay con số thương vong. Tuy nhiên, trên các nền tảng mạng xã hội, người dân địa phương khẳng định những đợt không kích đã đánh trúng các mục tiêu quân sự của Houthi trên đảo. Từ tháng 11 năm ngoái hầu thì đã tiến hành nhiều vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV và tên lửa nhằm vào tàu thuyền có liên hệ với Israel ở Biển Đỏ và Vịnh Aden với lý do phản đối kế hoạch quân sự của nước này tại giải Gaza. Từ tháng 1 năm 2024, Liên minh Hải quân Mỹ, Anh đã tiến hành nhiều đợt không kích các mục tiêu của Houthi để ngăn những cuộc tấn công của lực lượng này. Bước đi đó cũng dẫn đến chiều hướng gia tăng các vụ tấn công của Houthi nhằm vào tàu thương mại, cũng như các tàu hải quân của Anh và Mỹ ở Biển Đỏ. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Galan mới đây cho rằng quân đội nước này IDF đã giành thắng lợi trong chiến dịch tấn công Hamas tại thành phố Rafah, cứ điểm cuối cùng của phong trào này. Ông Galan đưa ra nhận định trên trong một chuyến thị sát tới hành lang Philadelphia, khu vực chạy dọc theo biên giới giữa giải Gaza và Ai Cập, nơi Israel đang muốn duy trì sự kiểm soát nhằm ngăn chặn Hamas tái xây dựng lực lượng. Bộ trưởng Quốc phòng Israel nói rằng sư đoàn 162 của IDF đã đánh bại sư đoàn Rafa của Hamas, phá hủy 150 đường hầm. Ông Galan nói thêm điều quan trọng nhất xét về mặt chiến lược là phải đạt được các mục tiêu thắng lợi trước Hamas và giải phóng con tin và giờ là lúc hướng về phía bắc. Tuyên bố này được cho là có ngụ ý IDF sẽ chuyển trọng tâm sang cuộc chiến với lực lượng Hezbollah đang diễn ra ở biên giới phía bắc của Israel tiếp giáp với Liban. Rafah được coi là thành trì của Hamas khi Israel tấn công miền Bắc Gaza. IDF bắt đầu triển khai bộ binh tác chiến ở một phần thành phố và các khu vực lân cận, trong đó có hành lang Philadelphia và cửa khẩu Rafah từ đầu tháng 5. Lực lượng Israel nhiều lần đưa xe tăng và bộ binh vào khu vực trung tâm thành phố để tấn công các mục tiêu Hamas. IDF ngày 21 tháng 8 cho biết Sư đoàn 162 tiếp tục giao chiến với các đơn vị Hamas ở khu vực Ten Sultan thuộc thành phố Rafa loại bỏ hàng chục tay súng và phá hủy một số cơ sở kho vũ khí của đối phương. Tuần qua, IDF cũng phát hiện một đường hầm cao khoảng 3 mét ở khu vực hành lang Philadelphia đủ rộng để xe tải chạy qua. Trước chiến sự giải Gaza, Israel từng nhiều lần cáo buộc Hamas đào đường hầm thông sang lãnh thổ Ai Cập, dù Cairo luôn khẳng định không phát hiện hệ thống địa đạo nào như vậy. Cùng thời điểm, trong lễ từ chức, Thiếu tướng Aaron Haliva, người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội của Israel đã nhận trách nhiệm về những thất bại trong việc bảo vệ biên giới vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Thiếu tướng Aharon Haliva đã tuyên bố từ chức vào tháng 4, cho biết đã không thể lường trước và ngăn chặn được cuộc tấn công của Hamas. Sáng sớm mùng 7 tháng 10 năm 2023, sau một cuộc tấn công bằng tên lửa dữ dội, hàng nghìn tay súng Hamas và các nhóm khác đã phá vỡ các rào cản an ninh xung quanh Gaza khiến lực lượng Israel bất ngờ và tấn công dữ dội vào các cộng đồng ở miền nam Israel. Người đứng đầu lực lượng vũ trang Trung tướng Herzi Halevi và người đứng đầu cơ quan tình báo trong nước Sinbad Ronenba đều đã nhận trách nhiệm sau cuộc tấn công nhưng tiếp tục tại nhiệm khi xung đột ở Gaza vẫn tiếp diễn. Theo tờ Jerusalem Post mới đây, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Israel và Iran, một câu hỏi quan trọng đang được đặt ra rằng liệu Mỹ có đang mất dần quyền kiểm soát tại Trung Đông. Mỹ từ lâu đã đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì trật tự toàn cầu và can thiệp vào các cuộc xung đột quốc tế. Các cuộc giao tranh mà Mỹ can dự thường không chỉ vì lợi ích trực tiếp của mình mà còn vì nhiều mục tiêu khác. Tuy nhiên không phải lúc nào các chiến lược của Mỹ cũng thành công. Trong những năm sau đó, Mỹ tiếp tục can thiệp vào nhiều cuộc xung đột khác, bao gồm giao tranh vùng vịnh lần thứ nhất và giao tranh Iraq. Tuy nhiên, chiến lược can dự của Mỹ không phải lúc nào cũng dẫn đến kết quả như mong đợi. Ví dụ, giao tranh Iraq năm 2003 không chỉ tạo ra một cuộc nổi dậy kéo dài mà còn làm gia tăng căng thẳng và bất ổn trong khu vực. Với những bài học từ các cuộc xung đột trước đó, Mỹ thường xuyên can thiệp nhanh chóng và cố gắng thoát ra với tổn thất tối thiểu. Tuy nhiên, khi đối mặt với tình huống căng thẳng kéo dài mà không nổ ra giao tranh, như tình hình hiện tại giữa Israel và Iran, Washington gặp khó khăn trong việc duy trì quyền kiểm soát và ảnh hưởng của mình. Một ví dụ cụ thể về sự mất quyền kiểm soát của Mỹ là sự kiện vào ngày 31 tháng 7 khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thừa nhận rằng Nhà Trắng không tham gia và không biết về chiến dịch ám sát của Israel nhằm vào thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh. Tuyên bố này gây ra nhiều lo ngại về khả năng của Mỹ trong việc duy trì ổn định và ảnh hưởng ở Trung Đông. Khi Israel hành động độc lập mà không có sự phối hợp với Mỹ, điều này cho thấy thay đổi ở khu vực. Chính sách đối ngoại của Mỹ vốn dựa trên ảnh hưởng và ngoại giao đang trở nên yếu hơn khuyến khích các bên khác hành động độc lập việc mỹ mất quyền kiểm soát ở trung đông có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế toàn cầu đặc biệt là trên thị trường năng lượng bất ổn chính trị ở khu vực này có thể dẫn đến tăng giá năng lượng và tác động tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu ngoài ra sự tự chủ của israel trong các hoạt động quân sự có thể dẫn đến những thách thức mới cho washington nếu Iran phản ứng mạnh mẽ đối với các hành động của Israel, Mỹ có thể buộc phải can thiệp để ngăn chặn một cuộc xung đột toàn diện. Song song với những biến động trên chính trường thế giới, quay trở lại với những diễn biến liên quan đến xung đột Nga-Ukraine. Thưa quý vị, trên các mặt trận, giao tranh giữa hai bên vẫn đang diễn ra khốc liệt. Cả Nga và Ukraine đều cố gắng vận dụng những điểm mạnh của mình để công phá vào yếu điểm của đối phương. Bên cạnh đó, vấn đề viện trợ cho Kiev cũng đang nóng dần lên với những chuyển biến mới. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Ukraine tấn công ngày càng sâu vào vùng Kursk của Nga kể từ cuộc đột kích xuyên biên giới vào đầu tháng này. Chỉ sau vài ngày, Ukraine tuyên bố đã giành được quyền kiểm soát hơn 1.000 km vuông lãnh thổ Nga. Theo giới chức Nga, trong tuần qua, Ukraine đã tấn công hai cây cầu, bao gồm một cầu bắc qua sông Seim ở quận Gluskovsky và cầu khác ở làng Svanoe Truyền thông Nga cũng chia sẻ thông tin cho biết thêm Ukraine đã tấn công cây cầu thứ ba bắc qua sông Seim ở làng Karis. Theo Forbes, đây là nỗ lực nhằm cô lập 800 km vuông của vùng Kursk ở phía tây nam sông Seim để ngăn Nga tiếp tế cho khu vực ở phía bên kia con sông. Trước nguy cơ hậu cần bị cắt đứt, các kỹ sư Nga đã huy động các đoạn cầu phao đến sông Seim và dùng tàu thuyền để ghép các đoạn cầu lại với nhau. Tuy nhiên, Ukraine dường như đã lường trước được động thái này họ đã triển khai máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất để chặn đoàn xe của các kỹ sư và bắn tên lửa để phá hủy các tàu, thuyền và cầu phao Nga di chuyển đến sông Seim. Ukraine đã phóng rocket M30-31 từ hệ thống HIMARS vào cây cầu phao. Đây là hỏa lực có chứa đạn chùm khi chúng bắn ra hàng trăm quả bom bi cỡ lựu đạn xuống cây cầu phao. Ông John Hardy, phó giám đốc chương trình Nga tại Quỹ Bảo vệ Dân Chủ cho rằng Ukraine đang phá hủy các cây cầu để mở rộng khu vực kiểm soát ở Kursk, tăng cường phòng thủ và sử dụng sông Seim làm rào cản phòng thủ tự nhiên. Ông Hardy nói với Business Insider rằng các lực lượng Nga đang cố gắng giành lại lãnh thổ nhưng sẽ phải đối mặt với hậu cần hạn chế. Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng pháo binh của họ đã vô hiệu hóa một nhóm binh sĩ Ukraine đang tham gia chiến dịch xâm nhập tỉnh Kursk. Hãng thông tấn TASS dẫn thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga viết máy bay không người lái UAV trinh sát Nga đã phát hiện một nhóm quân đối phương bên trong khu rừng ở tỉnh biên giới Kursk. Sau khi xác nhận đối phương đã tập trung lại, UAV liền gửi tọa độ cho kíp pháo Tornado S để tập kích nhóm quân trên. Đã có 3 thiết bị quân sự và 20 binh sĩ Ukraine thiệt mạng do đòn tập kích. Trong đoạn video được hãng thông tấn TASS trích dẫn sau đó, có thể thấy camera lắp trên UAV đã phát hiện một số xe quân sự Ukraine đang di chuyển vào rừng cây giữa đêm tối. Sau đó, camera của chiếc UAV quay lại khoảnh khắc hàng loạt quả đạn nã xuống khu vực được cho là nơi dừng chân của nhóm quân trên. Quan chức cấp cao của Nga tuyên bố cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk đã chấm dứt mọi khả năng đàm phán hòa bình giữa hai nước. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cũng nói rằng Moscow sẽ không đàm phán với Ukraine sau cuộc tấn công vào Kursk cho đến khi Kiev bị đánh bại hoàn toàn. Hơn hai tuần trước, lực lượng Ukraine bất ngờ tấn công tỉnh Kursk, Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Shishkin tuyên bố lực lượng nước này đã tiến sâu hơn vào lãnh thổ Nga, kiểm soát một khu vực rộng lớn với nhiều khu dân cư tại Kursk. Quân đội Ukraine không gặp phải trở ngại nào khi tiến vào khu vực Kursk. Các đơn vị cơ giới dày dặn kinh nghiệm của Kiev cũng dễ dàng áp đảo lực lượng biên phòng Nga, vốn chỉ được trang bị vũ khí hạng nhẹ và các đơn vị bộ binh gồm lính nghĩa vụ thiếu kinh nghiệm. Chính vì vậy, lực lượng Ukraine tiến sâu vào lãnh thổ Nga theo nhiều hướng mà không gặp phải nhiều sự kháng cự trong khi Wall Street Journal dẫn nguồn tin từ một quan chức trong cơ quan an ninh Nga cho rằng việc một tướng nước này có thể giải thể hội đồng giám sát bảo vệ biên giới có thể đã góp phần vào việc Nga có phản ứng chưa nhanh và quyết liệt khi Ukraine tấn công Kursk. Theo nguồn tin, tướng Alexander Lapin được cho là đã giải tán một hội đồng liên ngành có nhiệm vụ giám sát an ninh tại khu vực Kursk của Nga vào mùa xuân năm nay, vài tháng trước khi Ukraine xâm nhập vào khu vực này. Hội đồng này được cho là bao gồm các sĩ quan quân đội cũng như các quan chức an ninh địa phương và khu vực. Ông Lapin là người được phân công theo dõi và bảo vệ an ninh cho Kurs. Các nguồn tin nói với báo Mỹ rằng, ông Lapin đưa ra quyết định trên vì ông tin rằng quân đội có đủ sức mạnh và nguồn lực để bảo vệ biên giới của Nga. Một trong các yếu tố khác giúp Ukraine đột kích thành công vào lãnh thổ Nga là họ đã giữ kín về chiến dịch này tới những phút cuối cùng. Theo các nguồn tin, lực lượng Ukraine tham gia chiến dịch đột kích tỉnh Kursk chỉ được thông báo về nhiệm vụ của họ một ngày trước khi bắt đầu. Hiện nay, chiến dịch vẫn đang tiếp tục. Ukraine cũng đang tăng cường các cuộc tập kích vào căn cứ không quân của Nga nhằm phá hủy phi đội máy bay chiến đấu, máy bay ném bom mà Moscow dùng để thực hiện các vụ tấn công vào Ukraine. Theo các nguồn tin từ Ukraine và một số báo cáo của phương Tây, các hệ thống phòng không của Kiev được cho là đã bắn hạ 7 máy bay chiến đấu Su-35 của Nga trong năm nay. Trong khi con số chính xác về tổn thất vẫn chưa rõ ràng, nhưng hiệu suất kém cỏi của Su-35 ở Ukraine đã trở nên rất rõ ràng. Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông vào tháng 3 năm 2024, Người phát ngôn chính thức của tập đoàn Sukhoi đã thừa nhận rằng hiệu suất chiến đấu của Su-35 trong không phận Ukraine không đáp ứng được kỳ vọng. Lực lượng không quân vũ trụ Nga đã phải rất vất vả để giành được ưu thế trên không trước Ukraine, không phải do thiếu máy bay có khả năng mà là do các hệ thống tên lửa phòng không hiệu quả của phương Tây trong khu vực. Bộ Quốc phòng Anh trích dẫn một báo cáo của hãng tin điều tra Vestinie History cho biết một đơn vị chuyên biệt mới của Nga đã được triển khai đến vùng Kurs, trong thành phần của cả binh sĩ từng vận hành radar cảnh báo sớm. Bộ Quốc phòng Anh nhận định, điều này cho thấy có khả năng quân đội Nga trong tình trạng thiếu hụt nhân sự liên tục, cho nên họ phải tiếp tục phát triển các đơn vị mới và tuyển thêm binh sĩ để duy trì kế hoạch quân sự của mình. Ukraine bất ngờ mở cuộc tấn công xuyên biên giới đầy táo bạo vào vùng Kurs của Nga. Cho đến thời điểm hiện tại, phía Kiev tuyên bố đã giành được nhiều khu định cư nơi đây. Ukraine cũng đã phá hủy ba cây cầu dân sự bắc qua sông Seim thuộc khu vực Kursk. Quân đội Nga sau đó đã bắt cầu pha qua sông để đưa hàng tiếp tế vào nhưng cũng bị phía Ukraine phá hủy. Bộ Tổng thống Ukraine cho biết tình hình ở khu vực Kursk vẫn rất nóng bỏng. Nga đã tiến hành ít nhất 17 cuộc không kích và ném 27 quả bom dẫn đường xuống Kursk. Lầu Năm Góc nhận định hiện tại cả Ukraine lẫn Nga đều không đủ lực để tiến hành các cuộc tấn công lớn. Trong diễn biến có liên quan, gần đây bom hàng không FAB-500T có khả năng chịu nhiệt cao với mô đun điều chỉnh và lập kế hoạch phổ quát UMPC đã xuất hiện một cách thường xuyên hơn trên chiến trường. Không chỉ có vậy, bom cỡ lớn FAB 3000 cũng nhận được thiết bị tương tự giúp nó có thể đập tan nhiều cơ sở khác nhau của lực lượng vũ trang Ukraine và gây ra cho họ những tổn thất không thể bù đắp. Giờ đây, máy bay ném bom tiền tuyến đa chức năng Su-34 của Nga đã bắt đầu sử dụng một trong những loại bom nguy hiểm nhất bom hàng không OFZAB 500 có sức nổ cao để chống lại binh sĩ Ukraine. Loại đạn hàng không này đúng như tên gọi. Tiêu diệt đối phương không chỉ bằng sóng xung kích và mảnh vỡ, mà còn bằng trường nhiệt cực mạnh, làm tăng mức độ hủy diệt lên gấp nhiều lần. Hơn nữa, nhờ có mô-đun UMPC, những quả bom nặng nửa tấn này trở nên có tầm bay xa và cực kỳ chính xác, khiến mức độ đáng sợ của chúng là không thể tưởng tượng được. Bước nhảy vọt về công nghệ vũ khí mạnh mẽ đến mức như vậy, tạo ra một vấn đề lớn cho việc giành được ưu thế trên chiến trường của binh sĩ Ukraine, bởi họ vốn không thể chống lại được loại đạn hàng không nói trên. Đồng thời, ngành công nghiệp quốc phòng Nga có thể tiếp tục chuẩn bị thứ gì đó có sức tàn phá và tầm xa hơn dành cho đối phương. Đây là bài toán đau đầu mà lực lượng vũ trang Ukraine cùng với các đồng minh NATO của họ phải tìm cách giải quyết. Mới đây, Moscow cho biết các lực lượng Nga đã đẩy lùi một số cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV và tên lửa của Ukraine ở miền tây nước này, bao gồm cả ở Volgograd, nơi xảy ra hỏa hoạn tại một địa điểm của bộ quốc phòng. Bộ Quốc phòng Nga không tiết lộ Ukraine đã triển khai tổng cộng bao nhiêu UAV và thiệt hại của Nga sau vụ tấn công. Thống đốc vùng Volgograd, ông Andrei Bocharov cho hay, lực lượng phòng không Nga đã để lùi một cuộc tấn công bằng UAV ở khu vực Marinovka và đa số các máy bay không người lái đã bị phá hủy. Trên trang Telegram, ông Bocharov nhấn mạnh, sau khi một trong những thiết bị này bị rơi, một đám cháy đã bùng phát trên vùng đất của một cơ sở thuộc Bộ Quốc phòng trước khi được dập tắt mà không có thương vong. Trong khi đó, theo thị trường tỉnh Kursk, Alexei Smirnov, tại tỉnh Kursk giáp biên giới với Ukraine, hai tên lửa và một máy bay không người lái của Ukraine đã bị lực lượng phòng không của Nga phá hủy. Và xa hơn nữa về phía nam, tại khu vực Rostov, Thống đốc Vasily Golubev xác nhận một cuộc tấn công sử dụng 5 UAV đã bị đẩy lùi. Các thống đốc địa phương cũng xác nhận lực lượng Nga đã phá hủy các UAV ở khu vực Voronezh và Bryansk. Trước đó, Ukraine phóng ít nhất 45 UAV vào loạt mục tiêu tại Nga, trong đó 10 chiếc bị đánh chặn tại thủ đô của nước này. Thị trưởng Moscow, Sergei Sobyanin cho biết, đây là một trong những cuộc tập kích lớn nhất bằng UAV của đối phương vào thành phố. Ukraine những tháng gần đây thường chỉ phóng một hoặc hai UAV khi tấn công thủ đô của Nga, không gây thiệt hại lớn. Nga và Ukraine thường xuyên tập kích tầm xa vào lãnh thổ của nhau kể từ đầu xung đột. Hồi đầu tháng, quân đội Ukraine tuyên bố đã đánh trúng một sân bay quân sự của Nga ở vùng Lipetsk, cách biên giới hai nước khoảng 280 km, khiến một kho chứa đạn bị phá hủy. Ngoài tấn công đối phương từ xa, lực lượng Ukraine cũng đang đẩy mạnh cuộc tấn công trên bộ ở tỉnh Kursk. Nga cũng tuyên bố ngăn chặn thành công cuộc xâm nhập của một nhóm lính Ukraine vào tỉnh biên giới Bryansk, khu vực giáp vùng Kursk, song Kiev chưa xác nhận. Tổ hợp phòng không Iris T do Đức sản xuất đang phục vụ trong quân đội Ukraine đã chứng tỏ hiệu quả rất cao trong việc đánh chặn các mục tiêu phức tạp như tên lửa hành trình Nga. Đáng chú ý là trong một trường hợp đặc biệt, tính năng hiện đại của tổ hợp phòng không tối tân này kết hợp với kỹ năng tính toán và may mắn của các chắc thủ, thậm chí đạt tới xác suất bắn hạ mục tiêu vượt quá 100%. Đây chính xác là những gì đã xảy ra trong một đơn vị phòng không Ukraine. Cơ quan báo chí của Bộ Tư lệnh phía Nam đã đăng tải một câu chuyện thực sự thú vị liên quan đến kiếp chiến đấu Eriste SLM của họ. Chỉ huy khẩu đội, Trung tá Alexander, nguyên là chỉ huy hệ thống Buck M1 do Liên Xô sản xuất. Do những chiến công trong quá khứ, mà sĩ quan này đã được giao vận hành tổ hợp Iris SLM tối tân của Đức và tiếp tục lập nên chiến công khó tin. Trung tá Alexander chia sẻ, chúng tôi sử dụng một tên lửa cho một mục tiêu, tức là hiệu quả đạt tới 100%. Chúng tôi thậm chí còn loại bỏ được 6 tên lửa của đối phương bằng 5 quả đạn đánh chặn. Trung tá Alexander nói thêm, tên lửa của Nga đã phát nổ sau khi bị đạn phòng không của chúng tôi bắn trúng và các mảnh vỡ của nó phá hủy thêm một tên lửa hành trình khác và tiết lộ thêm rằng 45 mục tiêu trên không đã bị loại bỏ bằng tổ hợp iris -T này trong 6 tháng qua. Đồng thời, việc hệ thống iris -T chỉ được sử dụng để tiêu diệt tên lửa hành trình là một khía cạnh khá thú vị. Có thể trực tiếp nói lên cơ cấu phân cấp rõ ràng trong việc sử dụng các phương tiện phòng không tùy thuộc vào loại mục tiêu. iris -T là hệ thống tên lửa tầm trung được thiết kế để đánh chặn tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, cũng như máy bay phản lực trực thăng và máy bay không người lái. Iris T có hai chế độ bắn, khóa trước khi phóng và khóa sau khi phóng, cho phép đánh chặn hiệu quả mục tiêu tại mọi góc độ trong nhiều điều kiện giao tranh. Phiên bản SLM cho phép bắn trúng mục tiêu trên không ở khoảng cách lên tới 40 km, còn với phiên bản SLS ngắn hơn khoảng 25 km. Mắt thần của hệ thống phòng không này có tên là TRML-4D, một hệ thống cảm biến hiện đại, được công ty Hensoldt của Đức giới thiệu vào năm 2018, hoạt động trong phổ băng tần C và sử dụng radar mảng pha quét điện tử chủ động, cho phép phát hiện mục tiêu chỉ sau một lần xoay anten, đồng thời cho phép hoạt động trong điều kiện nhiễu dày đặc và mật độ mục tiêu cao. TRML-4D có khả năng phát hiện, theo dõi và phân loại mục tiêu trên không, đặc biệt là những tên lửa hành trình nhỏ, máy bay hoặc trực thăng ở tầm thấp. Hệ thống có thể phát hiện và theo dõi song song khoảng 1.500 mục tiêu ở chế độ 3D, bao quát 360 độ trong bán kính 250 km và ở độ cao lên đến 30 km. Đại sứ quán Mỹ tại Moscow vừa qua đã bác bỏ những cáo buộc của Nga về sự liên quan của Mỹ trong cuộc đột kích của Ukraine và Kursk sau khi Bộ Ngoại giao Nga triệu tập đại biện lâm thời Mỹ Stephanie Holmes để phản đối các hành động khiêu khích của các nhà báo Mỹ đưa tin từ khu vực Kursk. Bộ Ngoại giao Nga trước đó lên án hành động của các nhà báo Mỹ đưa tin từ Kursk sau khi các lực lượng của Ukraine kiểm soát một phần khu vực này, đồng thời cho rằng một công ty quân sự tư nhân của Mỹ cũng đang hoạt động ở đây. Đáp lại, Đại sứ quán Mỹ cho biết trong một tuyên bố ngày 21 tháng 8, các tổ chức tin tức độc lập tự đưa ra các quyết định về hoạt động và nhân sự của riêng họ, chính phủ Mỹ không đóng vai trò gì. Trên thực tế, chúng tôi tích cực ngăn cản tất cả công dân Mỹ đi du lịch đến Nga, kể cả vì mục đích đưa tin, như chúng tôi đã nêu trong cảnh báo du lịch Nga hiện đang ở cấp độ 4 không du lịch. Tuyên bố nói thêm rằng chúng tôi không tham gia vào bất kỳ khía cạnh nào trong việc lập kế hoạch hoặc chuẩn bị cho chiến dịch này. Bộ Ngoại giao Nga nói với đại biện Holmes rằng các nhà báo đã vào khu vực này một cách bất hợp pháp để đưa tin tuyên truyền về các hoạt động của Ukraine. Bộ Ngoại giao Nga cũng cho rằng một công ty quân sự tư nhân của Mỹ đang chiến đấu cho Ukraine tại Kursk tuyên bố của bộ không nêu tên công ty đó nhưng cảnh báo rằng bất kỳ chuyên gia quân sự hoặc lính đánh thuê nước ngoài nào vượt biên trái phép vào nga đều là mục tiêu quân sự hợp pháp trước đó người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria zakharova cũng cáo buộc truyền thông đã tẩy trắng các tội ác của ukraina và thao túng dư luận cũng như tạo ra bối cảnh cần thiết để phương tây tiếp tục hỗ trợ lực lượng vũ trang ukraina một quan chức cấp cao Mỹ nói với tờ The Wall Street Journal cách đây vài ngày rằng Washington không chia sẻ thông tin tình báo với Ukraina về các mục tiêu bên trong nước Nga và nói thêm rằng chính quyền ông Biden không muốn bị coi là cho phép Kyiv tấn công vào lãnh thổ Nga. Dù vậy, phía Mỹ cho biết nước này vẫn tiếp tục ủng hộ Kyiv trong bối cảnh Ukraina tấn công vào lãnh thổ Nga. Phó phát ngôn Lầu Năm Góc Sabrina Singh đầu tuần rồi cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã điện đàm với người đồng cấp Ukraine Rustem Umerov nhằm thảo luận về sự hỗ trợ liên tục từ các đồng minh và đối tác trong việc giúp đáp ứng các yêu cầu quân sự cấp bách của Ukraine. Theo bà Singh, ông Austin đã nhắc lại sự hỗ trợ của Mỹ đối với Ukraine và hai bên sẽ tiếp tục duy trì liên lạc chặt chẽ, theo thông cáo đăng trên trang web Bộ Quốc phòng Mỹ. Theo đài CNN, chính quyền Tổng thống Biden không yêu cầu Ukraine rút lực lượng về, cũng không hỗ trợ hoàn toàn cho chiến dịch này. Thay vào đó, chính quyền Mỹ chỉ công khai một cách thận trọng rằng sẽ tiếp tục ủng hộ khả năng tự vệ của Ukraine. Cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào tỉnh Kursk ở Nga đầu tháng này đã đánh dấu một bước ngoặt mới trong cuộc xung đột. Bước ngoặt này đang tái định hình các cuộc đàm phán hòa bình và có thể sẽ tạo ra những thay đổi lớn trong tương lai gần. Theo bình luận của các chuyên gia tại Viện Các Vấn đề Quốc tế Ba Lan PISM và Trung tâm Nghiên cứu Phương Đông OSVK Ba Lan mới đây, cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào tỉnh Kursk ở Nga đã gây chấn động lớn và để lại những hậu quả sâu rộng cả về chính trị, kinh tế lẫn quân sự. Đây là một bước ngoặt trong cuộc xung đột giữa hai nước và ảnh hưởng của nó sẽ còn tiếp tục lan rộng trong tương lai. Về mặt chính trị, tác động của cuộc tấn công là củng cố vị thế của Ukraine trước các cuộc đàm phán tiềm năng với Nga có thể diễn ra sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay nếu Ukraine duy trì hoặc mở rộng quyền kiểm soát đối với các vùng lãnh thổ ở Nga, Kyiv có thể sử dụng chúng như một con bài mặc cả yêu cầu quân đội Nga rút quân khỏi một phần hoặc toàn bộ vùng lãnh thổ phía đông Ukraine. Cuộc tấn công của Ukraine cũng có thể làm suy yếu tiếng nói đã gia tăng ở phương Tây trong nhiều tháng qua, rằng xung đột đã đi vào bế tắc. Nga không thể bị đánh bại và Ukraine phải thừa nhận thực tế mới. Về mặt kinh tế, cuộc tấn công vào khu vực Kursk đã tạo ra một bước ngoặt quan trọng trong cuộc xung đột. Lực lượng vũ trang Ukraine đã chiếm được trạm đo khí Suja, một phần của đường ống dẫn khí đốt Urengoy, Pomary, Ushorod. Điều này đã khiến giá khí đốt tại châu Âu tăng nhẹ do lo ngại về an ninh đường vận tải. Việc kiểm soát trạm đo khí Suja không chỉ có ý nghĩa chiến lược, mà còn tạo ra một đòn bẩy trong các cuộc đàm phán tương lai giữa ukraine và nga nếu ukraine duy trì quyền kiểm soát đối với các khu vực này điều đó sẽ cải thiện vị thế của ukraine trong các cuộc đàm phán trong tương lai đồng thời gây áp lực lên các nước eu nhận khí đốt từ nga về mặt quân sự khả năng nga phản công để giành lại các khu vực bị ukraine chiếm đóng là rất cao việc tổng thống nga vladimir putin quyết định không sử dụng quân đội mà thay vào đó là triển khai cơ quan an ninh FSB để thực hiện chiến dịch chống khủng bố, thể hiện một nỗ lực khác nhưng điều này có thể làm suy yếu khả năng phản công hiệu quả của Nga tại các mặt trận khác như Donbas, tạo cơ hội cho Ukraina đột phá tiền tuyến. Dự báo trong những ngày tới, Ukraina có thể tận dụng điểm yếu của Nga để mở rộng quyền kiểm soát các khu vực khác, đồng thời tập trung vào việc tăng cường phòng thủ ở các khu vực họ đang chiếm đóng. Mặc dù Nga quyết tâm đẩy lực lượng Ukraina ra khỏi lãnh thổ của mình, nhưng Moscow có thể gặp khó khăn trong việc tập hợp lực lượng cần thiết để thực hiện điều đó. Việc sử dụng lực lượng quân sự được huấn luyện trên quy mô lớn hơn có thể gặp khó khăn do sự tham gia của hầu hết lực lượng ở Ukraine. Việc sử dụng lực lượng trên bộ cũng có thể gây khó khăn cho Nga trong việc tiếp tục tấn công ở Donbass và tạo cơ hội cho Ukraine phản công ở tiền tuyến. Cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào tỉnh Kursk ở Nga đã đánh dấu một bước ngoặt mới trong cuộc xung đột. Bước ngoặt này đang tái định hình các cuộc đàm phán hòa bình và có thể sẽ tạo ra những thay đổi lớn trong tương lai gần. Theo bình luận của các chuyên gia tại Viện các vấn đề quốc tế Ba Lan (PISM) và Trung tâm nghiên cứu Phương Đông (OSWK) Ba Lan, mới đây, cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào tỉnh Kursk ở Nga đã gây chấn động lớn và để lại những hậu quả sâu rộng cả về chính trị, kinh tế lẫn quân sự. Đây là một bước ngoặt trong cuộc xung đột giữa hai nước và ảnh hưởng của nó sẽ còn tiếp tục lan rộng trong tương lai tuy nhiên về phía nga báo medusa đưa tin điện kremlin đang sử dụng phương tiện truyền thông nhà nước và tuyên truyền để thuyết phục người dân nga rằng quân đội ukraine trên lãnh thổ nga là bình thường mới khi họ chấp nhận rằng có thể không thể đẩy lùi lực lượng kiev trong tương lai gần cụ thể moscow đã thừa nhận ba thực tế gồm một là thừa nhận rằng ukraine thực sự đã vượt biên giới vào vùng kursk lực lượng vũ trang ukraine afu chắc chắn sẽ bị đánh bại, nhưng điều này sẽ mất thời gian và công chúng Nga cần phải kiên nhẫn. Hai nguồn tin thân cận với chính quyền Tổng thống Nga cho biết bên trong điện Kremlin, cú sốc ban đầu về cuộc tấn công hiện đã qua và mọi người đã quen với nó. Điện Kremlin kỳ vọng vào một kịch bản khá lạc quan về một cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng để giành lại lãnh thổ và những nỗ lực hiện nay nhằm xoa dịu người dân Nga và giúp họ quen với mốc thời gian này. Cỗ máy tuyên truyền trơn tru của Nga đã phải vật lộn để ứng phó với cuộc tấn công Kursk của AFU khi quân đội Ukraina vượt biên giới Nga. Phản ứng tức thời của Nga là hạ thấp mức độ nghiêm trọng của cuộc xâm nhập và các phương tiện truyền thông nhà nước đưa tin tràn lan những thông điệp trái chiều và đôi khi trái ngược nhau. Trong khi đó, quyết tâm cô lập 777 km vuông khu vực Kursk của Nga về phía tây nam sông Seim, quân đội Ukraina và lực lượng không quân đã tấn công dữ dội trong 4 ngày vào cả ba cây cầu bắc qua con sông này các kỹ sư nga được huy động đã gấp rút thi công các cây cầu phao trên sông seim và đưa thuyền tới để lắp ghép các đoạn cầu với nhau tuy nhiên ukraine đã lường trước được động thái này họ đã phóng các máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất fpv để chặn các đoàn xe của các kỹ sư và phóng rocket để làm nổ tung các con thuyền và cầu phao trên mặt nước sau chiến dịch trên sông kết quả là một vùng rộng lớn ở kursk và bất kỳ binh sĩ nga nào ở đó đều bị cắt đứt khỏi nguồn tiếp tế và lực lượng tiếp viện. Một lựa chọn khác là tiếp tế trên không quy mô lớn, nhưng lực lượng Ukraine đã khiến không phận ở Kursk trở nên cực kỳ khắc nghiệt với trực thăng Nga. Việc Ukraine quyết tâm cô lập Kursk ở tả ngạn sông Seim là một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy động thái tiếp theo của họ. Các cuộc tấn công vẫn tiếp tục cho đến ngày 19 tháng 8 khi các lực lượng của Ukraine tấn công các cây cầu phao và thiết bị kỹ thuật ở phía tây khu vực hoạt động của họ tại quận Gluskovo theo trung tâm chiến lược quốc phòng ukraine cds đưa tin quân đội ukraine đặt mục tiêu vượt qua đối thủ trong việc triển khai lực lượng theo hướng này việc phá hủy các cây cầu chính là chìa khóa nga không còn cách nào dễ dàng để vào khu vực đó của kursk nữa nhưng ukraine có thể vào bằng cách vượt qua biên giới với điều kiện phòng không an toàn hơn nga có thể chỉ cần tiếp tế và tăng cường quân đội của họ giữa seim và biên giới bằng trực thăng Tuy nhiên, bằng cách sử dụng các tên lửa đất đối không và các máy bay không người lái FPV, quân đội Ukraine đã bắn hạ một số trực thăng Nga tại Kursk kể từ khi tiến hành cuộc đột kích vào Kursk. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Điểm Nóng Thế Giới trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!